Hi, xin chào, mình là Thanh Nghị. Hôm nay nóng quá nhỉ? Mình sẽ cùng với mọi người pha một loại cocktail cực kỳ mát và dễ uống trong mùa hè này nhé. Ok, thành phần chính của cocktail này sẽ là cam, chanh. Nếu mà cam không ngọt thì các bạn có thể cho thêm một chút đường hoặc siro đường. Và hai loại rượu mới nhá, Malibu và Chipset. Malibu có mùi dừa, và Chipset là một loại rượu mùi có vị cam. Ok, hôm nay là dừa và cam nhá. Đầu tiên là mình sẽ vắt nước cam nhá. Mình sắm con dao của Phần Lan về này. Chỉ để quay clip cho đẹp. Đây rồi. Ok, cắt cam rồi này. Úi dồi, sắc lẹm ạ. Phải lòi mắt. Wow. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lấy một chút chanh nhá. Để cân bằng lại cái vị ngọt cam thì mình sẽ dùng một chút chanh. Mình sẽ cho đá này. Rồi cho toàn bộ phần nước cam vừa mới phát vào. Tiếp theo là các bạn cho một chút chanh vào. Malibu, Chipset, rượu cam, rượu cam, một vỏ cam rất là thơm luôn. Thứ đồ uống rất ngon và nhiều kỷ niệm. Mình là Thanh Nghị, hẹn gặp lại trong các clip sau nha.